Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nếu tất cả khổ sở, dằn vặt, những sai lầm vì gây ra tội lỗi lấy đi cả mạng người khác mà có thể sửa chữa như nước mắt mình lúc này chảy xuống rồi biến mất, thì quá tốt, nhưng đó hoàn toàn là điều không thể. Cho đến bây giờ, chỉ cần nhắc đến vụ án mạng ngày hôm đó thì nỗi kinh hoàng vẫn hiện ra trong tâm trí người nghe. Trong cơn thịnh nộ, Lê Công Minh sinh năm 1988, trú xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đã tàn nhẫn tước đi cùng lúc hai mạng người. Không ai có thể hình dung được đằng sau vẻ mặt điển trai ưa nhìn của Lê Công Minh lại là một con người có tính tình cộc cằn, thô lỗ. Ngay cả với bạn gái của mình cũng thể hiện tình yêu một cách rất khác thường. Lý do vì sao, đến cả người trong cuộc cũng chẳng thể nào lý giải được. Mình chỉ biết không gặp thì muốn gặp, gặp được rồi thì từ ngữ yêu thương lại đổi thành cáu giận. Tâm tình cứ như thể một người đa nhân cách, bản thân mình hiểu rõ nhưng lại không cách nào cưỡng lại. Cuộc tình của Lê Công Minh và chị Phạm Thị Phục Hưng sinh năm 1991, chú tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản diễn ra không mấy êm đẹp. Cũng vì tính cách cộc cằn này mà mối quan hệ tình cảm của anh ta với cô bạn gái Phạm Thị Phục Hưng cứ trông chênh nghiêng vẹo. Thời gian càng về sau, những mâu thuẫn giữa hai người càng nhiều. Chị Phục Hưng đã hơn một lần nghĩ tới việc chia tay, tiếc rằng bây giờ tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Nếu mà vì yêu mà giận, vì yêu mà lời qua tiếng lại, đôi khi có thể cảm thông, nhưng đã đến mức thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người yêu thì không thể nào chấp nhận được. Đó là lý do khiến bà Trần Thị Kim, sinh năm 1956, mẹ của chị Phục Hưng, rất đau lòng. Thiện cảm bà dành cho Minh cũng vì điều này mà ít đi rồi cạn ráo. Trong cơn giận của bà Kim lúc đầu còn vì cả nể mà dằn xuống đáy lòng, về sau lại không thể nào gói ghém, cứ vậy bùng hết cả ra. Bà trước sau muốn giữ quan điểm, không muốn con gái mình dính líu gì đến một gã có tính cục xúc như mình. Bởi khi yêu mà còn thế này, nếu lỡ lấy nhau về rồi thì còn không biết đến mức độ nào nữa. Khi sự lo lắng, tức giận rồi ghét bỏ đã trở nên rõ ràng thì việc Minh đến nhà chơi, bà Kim chẳng ngại lên tiếng đuổi về. Minh biết nhưng sự cố chấp của anh ta lại có thừa, cho nên đuổi thì đuổi, Minh yêu vẫn yêu, đến nhà vẫn đến nhà, và giận thì cứ xếp lại một chỗ dưới đáy lòng. Và rồi sự việc ngày 9 tháng 2 năm 2021, cơn giận của bà Kim cộng với cơn thịnh nộ được trộn lẫn với men rượu của Minh đã đẩy cục diện đến bi kịch tang thương. Chuyện là ngày hôm ấy Minh mượn xe máy của người khác đưa chị Phục Hưng đi làm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi đã uống rượu, Minh nhờ bạn chở đến nhà người yêu để lấy xe máy trả cho bạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, Minh tới nhà chị Phục Hưng thì gặp bà Kim trong phòng khách. Thấy mùi rượu nồng nặc, bà Kim không chút do dự hỏi Minh đến có việc gì, rồi thẳng tiếng đuổi đi. Minh nói qua lấy xe, rồi đi xuống bếp hỏi chị Phục Hưng đưa chìa khóa xe. Lúc này bà Kim tới nắm tóc Minh kéo ra khỏi nhà. Cùng lúc chị Phục Hưng từ phòng tắm chạy ra can ngăn, gỡ tay bà Kim nhưng không được. Bà Kim một tay nắm tóc, tay kia vả vào đầu và mặt của Minh. Vừa vào nhà thì bị đuổi, rồi bị tán. Một chuỗi hành động của bà Kim khiến Minh không thể nào nhịn được sự nhục nhã này. Cơn thịnh nộ của Minh bắt đầu dâng trào. Hung khí sắc nhọn dạng gấp trong túi quần được rút ra, Minh xiên liên tiếp nhiều nhát vào người bà Kim. Thấy Minh liên tục tấn công mẹ, chị Phục Hưng xông vào ra sức ngăn cản giằng co. Trong lúc can ngăn, chị Phạm Thị Phục Hưng cũng bị Minh xiên liên tiếp vào bụng, vào ngực. Hậu quả cả hai mẹ con thiệt mạng tại chỗ. Màn mưa đòn tàn ác của Minh chỉ thực sự dừng lại khi hai người phụ nữ gục ngã trên vũng huyết. Tâm tình rối loạn, Minh biết mình đã gây nên họa lớn không thể nào cứu vãn. Sau khi gây án, Minh lấy xe máy cùng hung khí rời khỏi hiện trường. Khi về nhà, Minh điện thoại cho hai người bạn
nói về việc mình đã dùng hung khí sát hại hai mẹ con chị Phục Hưng. Cùng ngày, Minh bị công an huyện Hớn Quản bắt giữ. Giờ này, Lê Công Minh không biết tại sao mình lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Lúc thực hiện hành vi phạm tội, một tích tắc, một giây, mình cũng không nghĩ. Chỉ biết bao nhiêu bực bội dồn nén trước giờ, một lần này tuôn trào, bung ra bằng hết. Ngày 20 tháng 2 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sát hại người xảy ra vào ngày 9 tháng 2 năm 2021 tại tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản. Lê Công Minh trở thành bị cáo tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước với cáo buộc tội sát hại người. Lý giải cho hành vi phạm tội, Minh cho rằng quá bực vì bị tát, bị chửi trong lúc bản thân đã có men rượu nên không thể kiềm chế được mới ra tay. Minh khẳng định bản thân trước nay vẫn yêu chị Phục Hưng, càng không muốn tước đi mạng sống người khác, đặc biệt là người mình yêu. Một chữ yêu đặt xuống vành móng ngựa lúc này thật xót xa. Mỗi câu hỏi đặt ra từ vị chủ tọa và các vị hội thẩm nhân dân lúc này qua tai Minh chẳng khác nào sóng thần tràn tới. Từ khi sự việc đau lòng xảy ra đến ngày ra tòa, Minh luôn sống trong giày vò cùng ân hận khôn nguôi. Khi được hỏi về lý do vì sao yêu nhau lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân với người yêu để phụ huynh phải đau lòng, vì đó cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bi kịch, Minh không thể giải thích vì tất cả mọi thứ đều thành thói quen thường thấy. Trong tính cách cộc cằn thô lỗ của hắn, Minh quen mình luôn đứng ở vị trí thống trị, ai cũng phải phục tùng, nhất là người yêu. Vì ngông cuồng, Minh đã quên đi rằng chị Phục Hưng nhận lời yêu anh ta là vì đã quá mạnh mẽ, đã quá bao dung. Bởi vì Minh là một thanh niên từng có 4 tiền án về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Trong đó bản án cố ý gây thương tích với mức án 30 tháng tù giam chưa thi hành, thì người như Minh lại càng khó tu tâm sửa tính. Tại phiên tòa, ngoài đưa ra lý do để giải thích cho hành vi phạm tội của mình ra, từ đầu đến cuối Minh thành khẩn nhận tội, bày tỏ sự ăn năn hối hận tột cùng. Minh biết cơn thịnh nộ của mình đã để lại cho người thân bị hại nỗi đau chồng chất, nỗi đau. Dù có thể biết trước hình phạt của mình là như thế nào, nhưng khi tòa phán quyết với hai chữ tử hình rớt xuống, Minh biết rằng cuộc đời mình đã vĩnh viễn dừng lại, đến cơ hội sửa sai cũng không còn. Trên hết, Minh ngộ ra, ở đời để bản thân phải hận chính mình cũng là một cách trả giá. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.